Chào các bạn, một số bạn thì hỏi là tại sao mà mình sử dụng MATLAB á, mình sử dụng khối tool workspace để mà gửi dữ liệu ra thì không thấy cái dữ liệu đó ở đâu ở trong cái tool workspace. Ví dụ như các bạn xuất dữ liệu vào, dữ liệu ra, rồi sau đó các bạn tìm vào ra ở trên tool workspace, mấy bạn tìm không thấy. Thì ở đây nó giải thích như sau. MATLAB nó có nhiều phiên bản cũ và phiên bản mới. Đối với những phiên bản cũ, chẳng hạn như bạn xuất ra tool workspace với cái tên dữ liệu là in out, thì nó sẽ xuất ra các cái dữ liệu in out trực tiếp trên tool workspace cho bạn. Thì bạn lấy dữ liệu đó ra bằng xài. Còn ở những phiên bản MATLAB mới sau này á, thì nó không xuất ra dữ liệu in out cho mấy bạn, mà nó xuất ra một cái dữ liệu duy nhất là dữ liệu out thôi. Sau đó bạn muốn lấy dữ liệu nào thì bạn phải dữ liệu out đó rồi dấu chấm, rồi bạn tiếp theo đó là cái tên cái dữ liệu các bạn gửi ra. Ví dụ các bạn gửi ra một cái dữ liệu tên là hehe đi, thì đối với phiên bản mới này á, các bạn sẽ không có cái dữ liệu hehe này trên workspace, mà các bạn muốn có cái dữ liệu hehe này các bạn phải chịu khó đánh là out chấm hehe, thì lúc này các bạn mới có cái dữ liệu mà các bạn cần xài ha. Một số bạn thì đặt tên cái dữ liệu để gửi ra to workspace cũng là tên out luôn ha. Thì đối với phiên bản mới nó sẽ xuất ra là out chấm, thì các bạn có thể lấy ra là out chấm out, do nó trùng tên cho nên dễ nhầm lẫn nha. Nếu mà bạn xuất ra dữ liệu to workspace mà tên là out mà gặp phiên bản mới, nó sẽ xuất ra một dữ liệu out, nhưng mà cái dữ liệu out này bạn muốn lấy cái dữ liệu out thực sự của các bạn thì các bạn phải đánh là out chấm out mới được. Còn dữ liệu các bạn gửi ra to workspace tên là hehe đi ví dụ vậy, thì các bạn muốn lấy dữ liệu ra các bạn phải đánh là out chấm hehe thì mới có dữ liệu cho các bạn ha.